Chào mừng đến bản cập nhật 24.2, nơi chúng tôi giới thiệu trải nghiệm về Arcade của Hồi Sinh, hệ thống danh tiếng mở rộng để nuôi dưỡng cộng đồng sôi động và nhiều điều khác. Hãy cùng tìm hiểu nào. Quest Report bản cập nhật 24.2. Chế độ Arcade được cải tiến. Trước hết, cho phép chúng tôi mừng các bạn đến với Arcade vừa được cải tiến với một số chế độ game chờ để bạn khám phá. Sẽ không còn giới hạn thời gian ở Labs. Arcade hiện có cả hai chế độ, hoàn toàn mới và được yêu thích. Người chơi có thể truy cập bất kỳ lúc nào. Giao diện cũng đã được thay đổi, sành trơ và hút trực quan hơn. Ngoài ra, nói đến Arcade, tức là ta nói lời tạm biệt với BP và làm quen với điểm Arcade, Arcade Point, AP, tức hệ thống điểm thưởng mới. Giờ và thời gian chơi sẽ thu được AP và được dùng để nhận thưởng. Thêm nữa, với trang kết thúc trận đấu, giờ người chơi sẽ được báo về hành trình họ ở Arcade, gồm điểm AP, thành tích và các phần thưởng khác ở chế độ khác nhau. Ngoài ra, nhớ kiếm cho được huy chương Arcade đặc biệt, một phần thưởng không thể bỏ qua. Hệ thống danh tiếng. Cùng lúc với nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao trải nghiệm người chơi, chúng tôi cung cấp thêm khích lệ cho hệ thống danh tiếng. Qua trang kết thúc trận đấu, giờ người chơi có thể gửi lời khen ngợi cho nhau, đến đồng đội và vun đắp môi trường chơi game tích cực. Danh tiếng càng cao, phần thưởng càng ngọt ngào. Kiểm tra cấp độ danh tiếng và phần thưởng tương ứng ở trang thành tựu, tổng quan và hiểu thêm về đồng đội. Khi xem cấp độ danh tiếng ở trang hồ sơ của họ, bản cập nhật này có rất nhiều đổi mới, bao gồm chức năng báo cáo được nâng cấp, cho phép báo cáo toàn diện hơn về hành vi sai trái ở trong game, quảng cáo, gian lận với tính năng nhập văn bản chi tiết đã được thêm vào. Cuối cùng, có 10 khu vực mới thú vị được thêm vào chế độ Intense Battle Royale. Hãy nhớ kiểm tra bánh nốt để biết thêm chi tiết. Hẹn gặp lại bạn ở Battleground. Chơi miễn phí ngay